Tiểu sử Trịnh Thị Ngọ, giọng hát ma lực với quân Mỹ một thời trên sóng VOV. Tổng thống Mỹ Kennedy từng nói, Việt Cộng đã dùng một giọng nói đàn bà quyến rũ để làm lung lay tinh thần quân đội Mỹ ở Việt Nam. Bà Trịnh Thị Ngọ, nữ phát thanh viên tiếng Anh huyền thoại của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, hưởng thọ 87 tuổi. Bà Trịnh Thị Ngọ sinh năm 1930 tại phố cổ Hàng Bồ, Hà Nội. Bà thi đậu tú tài Pháp và sau đó học tiếng Anh do cô giáo có tên là Hà Văn Vượng dạy. Bộ phim mà bà rất yêu thích là Cuốn Theo Chiều Gió đã khiến bà quyết tâm học tiếng Anh để có thể tự mình nghe hiểu được lời thoại của các diễn viên mà không cần dịch phụ đề. Bà vào Đài Tiếng Nói Việt Nam vào năm 1955 và bắt đầu lên sóng hướng đến lính Mỹ vào năm 1965. Giọng nói ma lực với quân Mỹ. Năm 1955, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở chương trình phát thanh tiếng Anh. Trịnh Thị Ngọ với vốn tiếng Anh thành thạo của một cô sinh viên vừa tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, đã trở thành phát thanh viên kiêm biên dịch và biên tập viên. Bà được phân công thực hiện chương trình Mỹ Vận, tức là chương trình dành cho binh lính Mỹ đang tham chiến tại Việt Nam. Thời điểm này, chiến trường miền Nam đang có sự chuyển hướng mạnh mẽ. Mỹ chuyển sang loại hình chiến tranh mới, quân viễn chinh Mỹ ồ ạt đổ bộ vào miền Nam Việt Nam. Trước tình hình này, lúc đó Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phối hợp với Cục Địch Vận, Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng, làm một chương trình tiếng Anh dành riêng cho lính Mỹ, lấy tên chương trình Chuyện Nhỏ với Binh Lính Mỹ. Phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ được giao nhiệm vụ trò chuyện với lính Mỹ trên sóng radio, giúp họ có cái nhìn đúng đắn về cuộc chiến tranh Mỹ đã gây ra ở Việt Nam. Cũng từ đó, tên tuổi của Trịnh Thị Ngọ gắn liền với chương trình phát thanh cho các binh lính Mỹ với cái tên Thu Hương. Các buổi phát thanh Địch Vận bằng tiếng Anh của bà Trịnh Thị Ngọ được phát vào ban đêm. Sau một ngày dài diễn ra chiến sự, câu mở đầu của chương trình thường là "Đây là Thu Hương, trò chuyện với binh lính Mỹ ở Nam Việt Nam". Lúc đầu, buổi phát thanh chỉ dài 5-6 phút mỗi lần, mỗi tuần có 2 buổi phát sóng. Tuy nhiên, về sau tăng dần thời lượng, phát ngày 3 buổi, mỗi buổi 30 phút. Như vậy, mỗi ngày bà có 90 phút phát thanh với hàng trăm nghìn binh sĩ Mỹ nghe. Chào các chàng lính Mỹ vô danh, tôi thấy có vẻ như hầu hết các anh được cung cấp rất ít thông tin về diễn biến của cuộc chiến, lại càng không được một lời giải thích đúng đắn về sự hiện diện của các anh ở đây. Không có gì mơ hồ bằng việc được lệnh dấn thân vào một cuộc chiến để bị chết hoặc bị thương tật cả đời mà không có lấy một ý niệm mờ nhạt nhất về chuyện gì đang xảy ra. Hà Nội, Hana 16 tháng 6, 1967. Đây là trích dẫn một trong những đoạn văn đã được dịch sang tiếng Việt mà phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ thường đọc. Hà Nội, Hana là biệt hiệu mà lính Mỹ đặt cho nữ phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ, người đã lên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam để kêu gọi lính Mỹ đào ngũ. Theo bài Gặp lại Hana Hà Nội của Lê Thị Thái Hòa, trong các phát thanh viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thời ấy, có lẽ không ai sở hữu cho mình nhiều tên gọi, biệt danh như Trịnh Thị Ngọ. Về danh xưng Thu Hương, bà tiết lộ cái tên Trịnh Thị Ngọ có hai dấu nặng nên rất khó đọc đối với những người nói tiếng Anh. Đài Tiếng Nói Việt Nam khi đó đề nghị tôi chọn một cái tên dễ đọc hơn, tôi đã chọn tên Thu Hương vì Thu Hương là tên một cô bạn gái thân rất thân. Sau này tôi chọn tên cô ấy cho cả con gái của mình. Nhưng nổi tiếng hơn cả, thậm chí đã trở thành huyền thoại là nickname Hà Nội Hana. Về cái tên này, bà Ngọ lý giải Hana chỉ là một cái tên phụ nữ Mỹ thông dụng, lính Mỹ gọi tôi như thế có lẽ cho thân quen. Tôi cũng gọi lại là Victor Charlie, Jane Fonda sang Việt Nam cũng được gọi là Hà Nội Jane. Bản tin của tôi phát đi từ Hà Nội, nên tên gọi là Hana Hà Nội cho dễ nhớ. Sau này, ngay cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi gặp cũng gọi tôi là Hana Hà Nội. Số biệt danh của bà Ngọ chưa phải đã hết. Bị giọng đọc của bà mê hoặc, lính Mỹ gọi bà là phù thủy, là nàng tiên cá. Có những binh lính Mỹ đã thốt lên rằng Hana người là đấng tiên tri hay là mụ phù thủy hay là quỷ sứ. Trong cảm nghĩ của đa phần những lính Mỹ là thính giả của chương trình Chuyện Nhỏ với binh lính Mỹ thời ấy, Trịnh Thị Ngọ là người đàn bà có giọng nói phù thủy, người đàn bà sở hữu một giọng nói mà họ vừa căm ghét, vừa nhung nhớ, vừa sợ hãi nhưng vẫn không thể không nghe.
Không ít người lính Mỹ sau những lần nghe những buổi trò chuyện với lính Mỹ của bà phát trên đài tiếng nói Việt Nam đã tìm mọi cách để chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa và tìm cơ hội để trở về quê hương. Tổng thống Mỹ Kennedy khi đó đã nói Việt Cộng đã dùng một giọng nói đàn bà quyến rũ để làm lung lay tinh thần quân đội Mỹ ở Việt Nam. Bộ Tư lệnh Viễn chinh quân đội Mỹ từng cấm binh sĩ ở hạm đội 7, binh sĩ ở Thái Lan cũng như ở miền Nam Việt Nam không được nghe chương trình của Hà Nội Hana. Chiến tranh kết thúc, chương trình cũng kết thúc, nhưng rất nhiều nhà báo Mỹ vẫn tìm đến Việt Nam để hỏi chuyện về bà. Rất nhiều cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu ở Việt Nam vẫn giữ những bản thu, những buổi phát thanh của bà. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, bà vinh dự là người được đọc trực tiếp bằng tiếng Anh, thông báo với thế giới sự kiện lịch sử của Việt Nam. Sài Gòn đã được giải phóng, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập thống nhất. Sau ngày giải phóng, bà theo chồng vào miền Nam sinh sống và làm việc ở đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Sau này, câu chuyện về bà, về Hà Nội Hana vẫn được nhiều người nhắc đến. Không phải là một ngôi sao nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, nhưng Hà Nội Hana lại được nhiều tờ báo nước ngoài, tờ New York Times, Life, Le Hebdo, People đăng hình, viết bài và phỏng vấn. Bà đã trở thành một huyền thoại.